chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Thị Diễm My. Hiện tại mình đang học ngôn ngữ Anh tại trường Cao đẳng Cần Thơ. Mình đến nhờ công ty Tân Đại Dương để làm hồ sơ du học ở Mỹ. Bên Mỹ em sẽ chọn trường University of Louisiana at Lafayette ở tiểu bang Louisiana. Em học ngành quản trị nhà hàng khách sạn. Trường đó thì nó cũng là một trong hai trường nổi tiếng nhất ở tiểu bang Louisiana, và ở Louisiana em có người thân. Nhưng là vui mừng tại vì lúc mà làm hồ sơ du học thì có mất rất nhiều thời gian. Dịch vụ của Tân Đại Dương thì có thể nói là tốt, tại vì tư vấn nó lại giúp em tất cả mọi thứ từ lúc đầu cho đến ngày phỏng vấn. Em chị giải thích hết tất cả thắc mắc cho em. Khi mà làm hồ sơ du học, bắt đầu làm hồ sơ du học đó, thì các bạn phải chứng minh được tài chính của gia đình và khả năng học tập ở Việt Nam như thế nào. Rồi khi mà phỏng vấn thì phải tự tin và chuẩn bị đầy đủ những câu hỏi mà của trung tâm Tân Đại Dương tư vấn cho. Hy vọng là tất cả các bạn mà có ước mơ đến Mỹ, Úc và Canada du học thì hãy tự tin đến với Tân Đại Dương, tin vào sự giúp đỡ của Tân Đại Dương và tự tin để có thể đi du học. Chúc các bạn thành công.